Xin chào anh em. Hôm nay em về cái pin của hãng Milwaukee và pin M12 6AH. Thì pin này dung lượng rất là lớn và lớn nhất của hãng Milwaukee. Thì pin 6AH này là nó về nó nghiêng bộ combo như thế này. Thì ở Mỹ về thì đúng hãng và nó có chứng nhận UL. Pin này là pin lớn ở hãng và ở Home Depot về. Thì cục pin này là mã của nó là 48 gạch 11 gạch 2460. Pin dung lượng cao. Thì sử dụng chung cho hở 12V và chuyên cho mở bu lông. Thì pin này nó khá là dùng phù hợp cho mở bu lông vì do là cái dung lượng nó cao, và cái giá của cục pin này là 1.200.000 một cục pin Mỹ mới chầm chầm trong nguyên đai nguyên kiện ở từ Mỹ về nha anh em. Anh em nào đã có máy bu lông rồi hoặc là máy khoan rồi cần dung lượng cao đỡ đi công trường thì sử dụng pin này ok. Giá của nó là 1.200.000. Anh em nào quan tâm liên hệ 0962 232 1880. Em Tùng, cảm ơn anh em.